những tội ác không bằng cầm thú của lính Mỹ tại Việt Nam. Các anh em thân mến, trong video ngày hôm nay, Mr. Xuôi tôi xin được bỏ qua những câu chuyện vui, những câu chuyện thú vị để bật chế độ cà khịa hết năng suất và tế từng tên Mỹ cũng như đồng minh đã gây ra những tội ác tại Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện đúng sai, những chuyện nói có sách, mách có chứng về việc lính Mỹ sát hại dân thường Việt Nam, hãm hiếp, tra tấn, đánh đập tù nhân cũng như ném bom vào dân thường và giải chất độc màu da cam. Những điều đó ai ai cũng biết, cả thế giới đều biết, nhưng có một bộ phận nô lệ tay sai vẫn ngày đêm bênh vực chúng. Do đó, hãy cùng bắt đầu đi vào video ngày hôm nay để tìm hiểu về những tội ác tày trời của lính Mỹ và đồng minh đã làm trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của quân và dân ta nhé. Các anh em của Mr. Xuôi thân mến, chiến tranh vốn dĩ đã là một tội ác. Nó là tội ác chống lại sự tự do, hòa bình và độc lập của một hay thậm chí là của nhiều dân tộc. Trong cái tội ác to lớn ấy, lại có rất nhiều tội ác phụ đi kèm mà nếu chúng ta không tìm hiểu, không có người lên tiếng, chúng sẽ vĩnh viễn chìm vào ký ức của những người đã trải qua. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta, ngoài tội ác gây ra chiến tranh của Mỹ và đám tôi tớ Việt Nam Cộng Hòa, thì còn có rất nhiều tội ác khác của lính Mỹ mà không có lời tuyên truyền, ngụy biện nào có thể rửa tội được cho chúng, kể cả Chúa. Đầu tiên và là rúng động nhất mà Mr. Xuôi tôi muốn cho các bạn biết, đó chính là vụ thảm sát Mỹ Lai. Vụ thảm sát này diễn ra vào ngày 16 tháng 3 năm 1968 tại thôn Mỹ Lai, làng Sơn Mỹ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Những kẻ đã gây nên vụ thảm sát này không ai khác chính là lính Mỹ thuộc đại đội C, hay còn gọi là đại đội Sharkley, tiểu đoàn 1, trung đoàn 4, lữ đoàn bộ binh số 11, sư đoàn America hay sư đoàn bộ binh số 23 của lục quân Hoa Kỳ. Ngày diễn ra vụ thảm sát là chỉ chưa đầy một tháng sau sự kiện Tết Mậu Thân, do tình báo Mỹ cung cấp thông tin có một tiểu đoàn quân giải phóng rút về đây. Sáng ngày 16 tháng 3, pháo binh và trực thăng bắt đầu bắn phá, dọn đường cho những tên lính thuộc đại đội C tiến vào Sơn Mỹ. Trong làng ngày hôm ấy, không có bất cứ một người du kích quân giải phóng nào ngoài phụ nữ, trẻ em và người già. Lính Mỹ đã hành quân vào đây mà không gặp phải bất cứ sự kháng cự nào. Nhưng tên cầm thú William Carley, tay chỉ huy của đơn vị này, đã ra lệnh cho binh lính của hắn nã súng vào những vị trí, ngôi nhà hắn cho là địa điểm tình nghi. Mức độ của cuộc thảm sát này càng lúc càng tăng cao. Những tên lính Mỹ hôm ấy hóa thành những loài đi bằng bốn chân, có não cho vui khi dùng bất cứ thứ gì chúng có thể dùng được để thảm sát dân thường. Từ súng trường cho đến lựu đạn, lưỡi lê, tất cả đều được dùng thoải mái. Những cụ già, những đứa trẻ bị chúng giết không thương tiếc. Những người phụ nữ còn bị chúng hãm hiếp ngay trước mặt những người mẹ, người con của mình. Những gia đình trốn vào hầm trú ẩn thì chúng ném lựu đạn rồi chặn cửa hầm. Có những tên còn dùng lưỡi lê cắt xẻo nạn nhân với dấu C Company trên ngực. Vụ thảm sát chỉ dừng lại vào cuối buổi sáng khi nó đến tai của những gã chỉ huy và bị bắt phải dừng lại. Nhưng Mỹ Lai đã tan hoang, xác người chất đống rồi còn đâu. Ngày hôm ấy, đứng giữa những kẻ sát nhân không xứng đáng đi bằng hai chân và có cái tế bào protein mất hàng triệu năm tiến hóa ở trong đầu là người hùng chuẩn úy Hawk Thompson. Thompson khi ấy là phi công lái trực thăng OH-23 cùng tổ bay của mình đã đưa ra một quyết định rất người, đó là xả súng cảnh báo về những kẻ đứng cùng chiến tuyến của mình rồi hạ cánh trực thăng cứu các nạn nhân. Có thể nói đa phần lính trong đơn vị tôi không coi dân Việt Nam là người. Trích lời của chuẩn úy Hawk Thompson. Chính Thompson sau này cũng đã phanh phui vụ thảm sát với chính phủ Mỹ và báo chí phương Tây. Việc này trực tiếp dẫn đến hàng loạt vụ điều tra về các tội ác của lính Mỹ tại Việt Nam. Tổng cộng đã có 347 người bị sát hại theo như nguồn tin của Mỹ. Trong khi đó nguồn tin của Việt Nam chúng ta là 504 nạn nhân. Sinh mạng nhỏ tuổi nhất bị những gã đồ tể cướp đi chỉ mới 1 tuổi, lớn nhất là 82 tuổi. Chỉ có 16 người sống sót nhờ Thompson và các thành viên trên chiếc trực thăng của ông, trong đó có một đứa trẻ. Họ hiện nay đều là những nhân chứng sống về cuộc thảm sát này ở Mỹ Lai. Người duy nhất của Mỹ bị thương ngày hôm đó, nhưng không phải do du kích bắn mà là tự bắn mình để không phải tham gia cuộc thảm sát, là binh nhất Carter, một anh lính gốc Phi. Hơn một năm sau vụ thảm sát Mỹ Lai diễn ra, tháng 4 năm 1969, quân viễn chinh Mỹ lại tiếp tục gây ra thêm một vụ thảm sát nữa tại Khánh Giang, Trường Lệ, cũng thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Trong thời gian những năm 2010-2012, qua hồi ức của một vài cựu binh Mỹ và những tài liệu được giải mật về lực lượng đặc nhiệm Mỹ tại Việt Nam, dư luận khi ấy đã rúng động với vụ Khánh Giang, Trường Lệ qua cụm từ vụ bắn giết ở thung lũng Sông Vệ năm 1969. Những tội ác tày trời của chúng có thể kể đến như ngày 17 tháng 4 năm 1969, chúng bắn chết một cụ già và làm bị thương một em bé. Ngày 18 tháng 4, cuộc hành quân truy quét vào khu vực Kháng Giang, Trường Lệ tiếp tục. 10 giờ 30 phút, tại Gò Đập Đá, Trường Lệ, cuộc thảm sát diễn ra khi các gia đình đồng bào Hơ Rê đang ăn trưa. Chúng vào lùng sục từng nhà, xả súng vào người dân, ném lựu đạn xuống hầm trú ẩn. 29 người, trong đó có 10 phụ nữ và 19 trẻ em bị giết. Chúng còn uy hiếp, tập trung nhiều phụ nữ và trẻ em mà chúng phát hiện tại một hầm trú ẩn của một người dân tên là Dương Văn Xu, rồi tập trung họ lại, dùng súng bắn trực diện từng người một. Ngoài ra, tại một khu vườn của một người nông dân tên Thủy,
chúng cưỡng bức người dân ra khỏi hầm trú ẩn, rồi dùng súng liên thanh bắn lia ngang người họ. Tổng cộng 6 phụ nữ và 13 trẻ em mất mạng dưới họng súng của chúng. Ngoài ra còn có một bé trai bị thương trong lúc hoảng sợ chạy đi tìm mẹ đã lạc rồi chết trong một hang núi. Để phi tang bằng chứng về vụ thảm sát này, lính Mỹ đã cho bắn pháo từ Nghĩa Hành, Đức Phổ vào ngôi làng nhỏ. Máy bay thì liên tục ném bom xăng nhằm hủy diệt ngôi làng, xóa bỏ mọi chứng cứ về tội ác của chúng. Suốt 3 ngày 3 đêm, khu vực Khánh Giang, Trường Lệ chìm trong biển lửa của giặc Mỹ. Tổng cộng 63 người dân vô tội bị sát hại, bao gồm 22 phụ nữ và 41 trẻ em. Chỉ có 10 người sống sót ở các địa điểm chúng tàn sát và 7 người khác chạy thoát được trước khi những tên sát nhân quy tập dân chúng. Vụ thảm sát Thạnh Phong diễn ra vào ngày 25 tháng 2 năm 1969 tại Khâu Băng, ấp Thạnh Hóa, xã Thạnh Phong, huyện Thạch Phú, tỉnh Bến Tre. Lực lượng SEAL do Bob Carey dẫn đầu đã giết hại 21 thường dân, bao gồm người già, phụ nữ, trẻ em trong khi truy tìm cán bộ mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam. Toán biệt kích của Carey đã tới ấp 5, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, sát hại gia đình ông Bùi Văn Vát, 66 tuổi và bà Lưu Thị Cạnh, 62 tuổi bằng dao găm. Ba đứa cháu nội của ông Vát từ 6, 8, 10 tuổi trốn trong ống cống cũng không thoát khỏi sự máu lạnh của toán biệt kích này. Chúng đã lôi ba cháu nhỏ ra, đâm chết hai cháu gái và dùng dao mổ bụng cháu trai. Sau đó chúng còn lùng sục hầm trú ẩn của các gia đình khác, sát hại 15 dân thường, trong đó có 3 phụ nữ đang mang thai, mổ bụng một bé gái. Nhưng chẳng hiểu chính phủ Mỹ mù hay là có vấn đề về quang học và nhận thức hay sao đó mà sau cuộc thảm sát, tên sát nhân Bob Carey lại được tặng thưởng huân chương sao đồng do kết quả cuộc tuần tiễu là 21 Việt Cộng bị giết, 2 căn nhà bị phá hủy, thu được 2 vũ khí. Vỗ tay cho cái sự có mắt như mù của chính phủ Mỹ nào anh em. Mãi đến sau này, khi tạp chí New York Times và chương trình 60 Minutes của đài CBS thực hiện một loạt phóng sự về sự kiện trên, thì Bob Carey mới chịu nhận tội. Hắn còn lươn lẹo biện hộ rằng đó là quy trình tiêu chuẩn, là phải loại bỏ những người mà chúng tôi phải chạm trán. Dân thường tay không tấc sắt mà cũng đi giết hại rồi gọi đó là quy trình. Tên này xứng đáng xuống địa ngục. Một vụ thảm sát gây rúng động nữa chính là vụ chiến dịch Speedy Express. Chiến dịch bắt đầu từ tháng 12 năm 1968, kết thúc vào ngày 11 tháng 5 năm 1969 tại địa phận các tỉnh Định Tường, Kiến Hòa và Gò Công. Quân đội Mỹ đã huy động đến 8.000 lính lục quân, 50 pháo, 50 trực thăng và ném bom tăng cường, thực hiện tổng cộng 3.381 phi vụ tấn công chiến thuật bằng các máy bay tiêm kích ném bom phục vụ chiến dịch. Mỹ gọi đây là một thành công mỹ mãn khi chỉ mất 40 lính, bị thương 312 người, còn quân giải phóng thương vong theo lời của Hoa Kỳ là lên đến 10.889 người. Tuy nhiên, lươn lẹo mà không có nền móng vững chắc thì dễ bị phanh phui. Tuyên bố tiêu diệt 10.889 quân giải phóng mà chỉ thu được có 748 vũ khí. Vụ này ngay lập tức bị phanh phui và té ra. Theo các nhà bình luận, có đến quá nửa những người thiệt mạng trong chiến dịch này mà Mỹ rêu rao là quân giải phóng, thật ra chỉ là những thường dân. Báo chí Mỹ đã so sánh chiến dịch này với vụ thảm sát Mỹ Lai. Ngoài những vụ thảm sát dân thường, Mỹ và đồng minh, đặc biệt là Việt Nam Cộng Hòa, cũng có những đòn tra tấn tù nhân và dân thường vô cùng man dợ, khiến họ sống mà như không sống. Dựa trên các tài liệu của Mỹ, một trung tá người Mỹ đã tố cáo các binh lính thuộc lữ đoàn không vận 173 đã tra tấn những người bị bắt giữ ở miền Nam Việt Nam. Các nhà điều tra đã phát hiện ra có đến 127 trên 142 vụ giữ và tra tấn, ngược đãi tù nhân có liên quan đến đơn vị này. Tuy nhiên, những thông tin này đều bị giới lãnh đạo Mỹ phủ nhận và giấu nhẹm đi. Mr. Xuôi tôi xin kể ra vài vụ cho các anh em nghe, mà nghe để biết, để không quên, chứ đừng căm hờn những người hiện tại. Người có tội là những tên tàn ác ngày ấy, không phải thế hệ yêu hòa bình bây giờ. Đã có tổng cộng 7 vụ thảm sát thường dân từ năm 1967 đến năm 1971. Ít nhất 137 dân thường bị giết hại, 78 vụ tấn công khác nhau vào những người không tham chiến, 15 vụ cưỡng hiếp và 141 vụ tra tấn những người tình nghi hoặc tù binh chiến tranh. Các nhà điều tra cũng xác định được các bằng chứng chống lại 203 lính Mỹ bị cáo buộc giết hại dân thường. Đáng đời quân sát nhân. Nhờ vào những bằng chứng ấy, 57 tên đã bị đưa ra tòa án quân sự, 22 tên đã bị kết án. Trong đó có 14 tên nhận án từ 6 tháng đến 20 năm tù, nhưng hầu hết đều được giảm án trong các phiên phúc thẩm. Ngoài ra, Việt Nam Cộng Hòa có xây dựng hệ thống nhà tù rộng khắp miền Nam Việt Nam thay vì bệnh xá, trường học. Có thể kể đến như nhà tù Phú Lợi được xây mới và sử dụng, hoặc sử dụng các nhà tù cũ như nhà tù Côn Đảo, nhà tù Phú Quốc được dùng để giam giữ những người yêu nước của ta. Ở những nơi đó, ngoài việc phải nằm trên nền xi măng ẩm thấp thì đa số các tù nhân đều mắc các di chứng về đường hô hấp và sức khỏe sau này, cũng như là đã suy dinh dưỡng do không được cho ăn, chữa bệnh một cách đầy đủ. Những hình thức tra tấn tàn bạo được những con quỷ đội lốt cai ngục của Việt Nam Cộng Hòa sử dụng có thể kể đến như đóng những cây kim chích cũ đã qua sử dụng hoặc đinh vào 10 đầu ngón tay của những người tù nhân. Chuồng cọp làm toàn bằng những dây kẽm gai đan xung quanh và trên nóc. Những tù nhân bị chúng nhốt vào đây sẽ không thể ngồi thẳng hay đứng dậy mà chỉ có thể nằm bệt trên đất cát. Thậm chí có loại chuồng cọp bắt tù nhân phải nằm trên dây kẽm gai. Tù nhân bị bọn cai ngục bắt nhốt rồi phải cởi trần phơi nắng phơi sương suốt nhiều ngày đêm.
Ăn cơm nhạt là hình phạt có thể nói là vô nhân đạo nhất. Chúng vẫn cho những người tù ăn cơm nhưng không cho ăn với muối. Hậu quả là chỉ sau 2 tháng, mắt người tù nhân sẽ bị mờ đi và khoảng từ 5 đến 6 tháng sẽ bị mù hẳn. Vô số các hình phạt như đục răng, bẻ răng, đánh bằng roi cá đuối cho đến gõ thùng phuy đến khi nào máu từ trong hốc tai của tù nhân chảy ra. Đã có 4.000 người chết trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 1967 đến tháng 3 năm 1973. Hàng chục ngàn người tàn phế cả đời. Tội ác của những con quỷ cai ngục của hệ thống các nhà tù của Việt Nam Cộng Hòa là không thể nào tha thứ được, cho dù chúng có xin lỗi cả trăm ngàn lần đi chăng nữa. 4 triệu tấn bom rải xuống đường Trường Sơn, 110.000 tấn bom trong khu vực rộng chỉ 8 km2 tại Khe Sanh. Hoạt động không kích và ném bom của không lực Hoa Kỳ tại Việt Nam nhiều gấp 10 lần lượng bom thả xuống Đức trong chiến tranh thế giới thứ hai. Kết thúc chiến tranh, đã có từ 2 đến 4 triệu dân thường Việt Nam chết chủ yếu do bom mìn của Mỹ. Ngoài bom mìn, Mỹ cũng đã rải xuống Việt Nam thứ thuốc diệt cỏ mang chất độc màu da cam. Đã có tổng cộng hơn 18,2 triệu galông chất độc màu da cam được rải xuống tại Việt Nam. Các bạn cứ lấy con số quy đổi 1 galông tương đương với 4 lít mà tính. Hệ quả là đến nay, nhiều đứa trẻ Việt Nam sinh ra đã bị ảnh hưởng bởi các di chứng của sự đột biến gen do chất độc màu da cam gây ra. Đến cả những lính Mỹ cũng không khá hơn là bao nhiêu. Tới đây thì video cũng đã dài rồi. Ngoài những tội ác của lính Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa thì lính Hàn cũng tham gia nhiều vụ thảm sát và hãm hiếp. Nhưng những vụ đó đã được kể trong những video trước đây nên Mr. Xuôi tôi xin phép không kể thêm. Các bạn thân mến, đặc biệt là các bạn đến hiện tại vẫn muốn lật sử, ca ngợi Mỹ bác ái, yêu thương người dân, Việt Nam Cộng Hòa xấu rách thì hãy nhìn vào những tội ác chiến tranh kia mà suy nghĩ lại. Chiến tranh vốn dĩ đã là một tội ác và kẻ gây chiến cần phải chịu trách nhiệm cho hành động của chúng, đừng biện hộ điều gì cả. Kết thúc video, Mr. Xuôi kính chúc các anh em thật nhiều sức khỏe, biết thêm lịch sử để thêm yêu Tổ quốc. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh Ngược Dòng Lịch Sử cũng như để lại bình luận, like và chia sẻ kênh cho người thân và bạn bè để ủng hộ Mr. Xuôi nhé. Bye bye anh em.